Hà Thương xin chào các bạn khán giả của kênh Bóng Đá 365 Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây Gạt đi nỗi buồn, thầy Park trực tiếp cầm tay chỉ việc đội U23 Việt Nam chinh chiến vòng loại U23 châu Á Ngày hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã rời Oman về Việt Nam và khi quá cảnh tại Dubai của UAE, thầy Park cùng bác sĩ Choi và ba tuyển thủ gồm Lý Công Hoàng Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Toản đã ở lại để gia nhập đội U23 đang tập huấn tại đây từ ngày 8 tháng 10. Trợ lý Kim Han-jun trao lại quyền điều hành cho huấn luyện viên trưởng. Dù mấy tháng qua, mọi vấn đề liên quan đến U23 Việt Nam từ nhân sự cho đến lối chơi vẫn do thầy Park quyết định. Ông Park từng chia sẻ với phóng viên, Việc quản trị đội U23 Việt Nam cũng vất vả không kém đội tuyển quốc gia vì các cầu thủ trẻ Việt Nam không có điều kiện thi đấu nhiều tại các giải quốc nội, họ ít có kinh nghiệm về chuyên môn và chưa được chui rèn về bản lĩnh thi đấu quốc tế. Chúng tôi phải xây dựng lối chơi, định hình phong cách và quan trọng là cần đạt được thành công tại hai giải lớn trước mắt, gồm vòng loại U23 châu Á và sau đó là SEA Games 31. Mục tiêu như thế phải nói là khá căng thẳng nhưng chúng tôi sẽ thực hiện từng mục tiêu một. Tại vòng loại U23 châu Á 2020 thi đấu vào tháng 3 năm 2019, đội U23 Việt Nam được chơi trên sân nhà Mỹ Đình với lứa cầu thủ đã thành danh nên đạt được kết quả khá xuất sắc, thắng cả 3 trận gồm Indonesia 1-0, Brunei 6-0 và Thái Lan 4-0. Thành phần của đội hiện tại có 3 cầu thủ từng góp mặt ở vòng loại U23 châu Á 2020 gồm có Việt Anh, Hoàng Anh và Văn Toàn. Cùng với Văn Xuân, Thanh Bình, Văn Tới, Xuân Tú, Bảo Toàn, Hai Long, họ tiếp tục là trụ cột ở vòng loại U23 châu Á năm 2022. Cách đây ít ngày khi chưa có thể bắc, đội U23 Việt Nam đã hòa giao hữu đội U23 Tajikistan với tỷ số là một đều. Từ ngày 14 tháng 10 đến khi diễn ra trận giao hữu thứ hai gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 17 tháng 10, ông Park sẽ phải nắn chỉnh nhiều về lối chơi cũng như cách vận hành sơ đồ chiến thuật. Sau trận đấu này, ông Park sẽ chốt 23 cầu thủ sự vòng loại U23 châu Á. Ngày 21 tháng 10, đội U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan, chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Đài Loan vào ngày 27 tháng 10 và gặp U23 Myanmar ngày 2 tháng 11 xin được chuyển sang một thông tin khác thua liền 5 trận tuyển việt nam đang ảo tưởng hay thầy park sai lầm giống kia tisak thua nào thái lan của kia tisak từng phải chờ đến 4 trận thua mới kiếm được trận hòa đầu tiên ở vòng loại cuối world cup trong lần đầu tham dự còn đội tuyển việt nam của thầy park chạm đáy ở cột mốc lịch sử câu trả lời là rất khó thậm chí là bất khả thi khi phía trước đang là hai đối thủ cực kỳ nặng ký nhật bản và ả rập xê út một là đội bóng được xem là mạnh nhất châu á đội còn lại đang xếp đầu bảng b với 4 trận toàn thắng nhưng trợ lực lớn nhất của thầy chó huấn luyện viên Park Hang Seo giờ đây không phải là từ các đối thủ mạnh mà có lẽ đến từ chính họ với tinh thần đang chạm đáy sau trận thua mất mặt trước Oman. Đúng 6 năm về trước, ngay trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Thái Lan của Kia đã làm gỏi đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Miura với tỷ số đậm là 3-0 bằng lối chơi theo hoa dệt gấm cực kỳ đẳng cấp. Ngày ấy vượt mặt cả Iraq khiến đội tuyển Việt Nam phải hít bụi, đoàn quân của huấn luyện viên Kia hùng dũng lập cột mốc lịch sử cho bóng đá Thái Lan tiến vào vòng loại cuối World Cup 2018 với giấc mơ World Cup cháy rừng rực trong lòng người hâm mộ. Đến với vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á, Kia đem nguyên lối chơi tấn công theo kiểu Tiki Taka, hào hức tìm trận thắng đầu tay ở đấu trường lịch sử, để rồi nhận 4 trận thua liên tiếp. Trận thứ 5, Thái Lan chơi một cách tấn công cực hay trước Australia. Đội bóng đến từ châu Đại Dương là đội ghi bàn sớm, song Thái Lan mới là đội khiến đối thủ phải may mắn khi có được trận hòa. Chính trận hòa ấy đã khiến Kia Tisak quyết định trung thành với lựa chọn của mình để voi chiến chơi tấn công trước các đối thủ mạnh của châu Á. Rốt cuộc sau 8 trận đấu ở đấu trường danh giá này, Cô Thái buộc phải từ chức, ra đi lặng lẽ và tủi hờn sau rất nhiều thành công vang dội cùng với bóng đá Thái Lan. Cơn say sóng ở biển lớn sau trận thua 2-3 trước UAE ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, nhiều người hâm mộ thầm tiếc nuối rằng giá như thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chọn lối chơi đôi công đĩnh đặc hơn 30 phút cuối trận, có lẽ là trận đấu sẽ kết thúc với một kết cục khác. Trong số 4 trận thua ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á tính đến hiện tại, có đến 2 trận là Việt Nam là đội ghi bàn mở tỷ số. Không ít người đang tin rằng nếu đội tuyển Việt Nam chơi tấn công, kết quả sẽ tốt hơn. Trong số đó có lẽ có cả thầy Park, như Kia sắc từng tin vào sức mạnh tấn công của Thái Lan thủa nào. Bằng chứng là ở hai trận đấu gần nhất, hiệp 2 của cầu thủ Việt Nam luôn chơi dâng cao thay vì phòng ngự phản công như thường lệ. Tại sao lại là hiệp 2 mà không phải là ngay từ đầu trận? Câu trả lời là bởi nền tảng thể lực không cho phép học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo chơi tấn công cả trận, nhất là trước các đội bóng được đánh giá mạnh hơn. Song rốt cuộc, lối chơi tấn công ấy là điều duy nhất mà các cầu thủ Việt Nam lĩnh ngộ được từ thầy Park cùng ban huấn luyện. Đáng tiếc, dấu ấn đậm nhất của ekip huấn luyện của huấn luyện viên Park Hang-seo ở giai đoạn này lại là sự chuẩn bị cực kỳ sơ sài cho các cầu thủ trước và trong trận đấu, nhất là trong trận đấu. Chiêu trò đá phạt góc của Oman không mới, họ đã dùng nó trước Nhật Bản. Chẳng nhẽ ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam không nghiên cứu băng hình về đối thủ nên không phát hiện ra điều này để rồi có đối phó hợp lý cho thủ thành thiếu kinh nghiệm như Văn Toản cũng như hàng thủ. Ngay từ đầu trận, Oman đã dùng chiêu trò quây thủ môn này với Văn Toản. Ấy vậy mà ở bàn thua đến từ tình huống y hệt, hàng thủ Việt Nam vẫn sập bẫy, đẩy ngây thờ. Chả nhẽ thầy Park chỉ nghĩ rằng Oman sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông để có đối sách cho học trò trong giờ nghỉ. Đâu chỉ có thế, hai quả phạt đền mà đội tuyển Việt Nam phải nhận đều đậm chất võ lịch, mang nặng tính tiểu xảo và đầy ngây ngô khi ra biển lớn, ở giải đấu mà va theo sát từng mm ở các tình huống trên sân. Ở vòng loại World Cup 2022, tính đến trước trận gặp Oman, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận đến 5 quả phạt đền chẳng nhẽ thầy park và ban huấn luyện không để ý đến điều này để có sự điều chỉnh cho các cầu thủ đấy phải chăng là chuyện của các cầu thủ càng ngày những bàn thua mà đội tuyển việt nam phải nhận càng dễ dàng hơn ở trận gặp trung quốc người ta có thể đổ tất cả trách nhiệm vào thanh bình cái tên mới toanh được huấn luyện viên park hang seo giao trọng trách Sau ở trận đấu gặp oman thì cả ba bàn thua của đội tuyển việt nam đều khiến những gì người ta biết về đoàn quân của thầy park trước đây trở nên lạc hậu bàn thua đầu tiên đến từ pha bóng tất cả hàng thủ việt nam đứng chơ mắt ếch nhìn đối thủ tung người móc bóng khi bóng nảy thẳng lên trời và đi rất chậm bàn thứ hai là cú đánh đầu tung lưới nhà của văn toản trong khi đó bàn thua cuối đến từ cánh tay hư của duy mạnh đây là đấu trường world cup không phải sea game để những lỗi lầm của văn toản hay bùi tiến dũng có thể tự hào tôi sai đã có các đồng đội sửa những gì mà Kia từng trải qua và huấn luyện viên Park Hang Seo đang phải trải qua đơn giản chỉ là sự tê liệt về mặt ý chí khi choáng ngợp trước đấu trường quá sức để rồi không thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất cho mình và các học trò. Thất bại là chuyện bình thường, thậm chí đã hết 10 trận mà không có nổi điểm nào thì cũng là chuyện bình thường nốt. Làm gì có ai thoát được ngày đầu chưa quen, đường cầy đâu thẳng ngay. Xét cho cùng đấu trường mà huấn luyện viên Park Hang Seo đang dẫn dắt các học trò tham gia cũng là đấu trường lớn nhất mà ông từng tham gia trên cương vị huấn luyện. Sự bỡ ngỡ của ông cũng chẳng khác gì các học trò. Những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang làm cho các học trò sẽ đưa bóng đá Việt Nam chạm đến giấc mơ World Cup. Chỉ có điều, không phải là lần này, rất có thể sẽ là World Cup 2026 khi số lượng đội bóng tham dự vòng chung kết được tăng lên con số 48 thay vì 32 như hiện tại. Bởi những kinh nghiệm ngày hôm nay là cực kỳ quý giá với lứa cầu thủ này, dù là kinh nghiệm đúc rút từ những trận thua tơi tả vấn đề mấu chốt nhất lúc này là sự ủng hộ dành cho thầy Park để ông cùng các học trò vững chân hơn đi nốt con đường đầy trông gai và chắc trở này dù bóng ma mang tên Kiatisak thì vẫn đang quanh quẩn thật gần ở đâu đây thông tin tiếp theo những thiếu sót của Đỗ duy mạnh việc Đỗ duy mạnh chiếm suất đá chính ở tuyển Việt Nam là điều xứng đáng nhưng cầu thủ này vẫn có những hạn chế cần cải thiện khi ra sân chơi châu lục Đỗ duy mạnh được huấn luyện viên Park Hang Seo xếp đá lệch phải trong sơ đồ ba trung vệ của tuyển Việt Nam cầu thủ này xuất thân không phải với vai trò phòng ngự nhưng những gì Duy Mạnh thể hiện đáng được ngợi khen. Kể cả ở thời điểm trong tay nhà cầm quân người Hàn Quốc có thừa trung vệ thì anh vẫn được lựa chọn và điều này không gây ra nhiều bàn cãi về tính đúng đắn. Tuy nhiên chỉ chuyên môn thôi là chưa đủ. Sau 3 trận được thi đấu với những đối thủ hàng đầu châu Á tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, trung vệ này đã bộc lộ những thiếu sót. Vấn đề của Duy Mạnh không phải bây giờ mới xuất hiện. Duy Mạnh không phải là mẫu cầu thủ đá rắn, sẵn sàng vào bóng năm ăn năm thua với đối thủ. Chỉ xét ở những pha bóng đơn thuần, anh chơi điềm tĩnh và có đủ tỉnh táo cần thiết. Tình huống nhận thẻ vàng thứ hai của tuyển Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út hôm 3 tháng 9 đơn giản là tai nạn của Duy Mạnh và khó có thể trách cầu thủ này. Những hành động ngoài chuyên môn của anh mới thực sự là vấn đề. Ngay khi ở U23 Việt Nam, Duy Mạnh đã được người hâm mộ đặc biệt danh là Mạnh Gắt. Bên cạnh việc chơi bằng tất cả khả năng và sự lăn xả vốn có, cầu thủ quê Đông Anh Hà Nội còn được biết đến bởi hình ảnh phản ứng một cách thái quá khi không bằng lòng không khó để tìm thấy tình huống duy mạnh gắt như vậy ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển từ đấu trường khu vực cho đến châu lục anh từng giải thích với giới truyền thông hành động của mình chỉ với mục đích bảo vệ đồng đội có thể hiểu đó là chiêu bài tâm lý khi trận đấu đang ở giai đoạn căng thẳng song không phải khi nào gắt cũng là lựa chọn phù hợp khi chơi bóng ở đẳng cấp thấp hơn trong điều kiện không có va hoặc không có thêm hai trợ lý trọng tài những tình huống tranh cãi hay động tác thừa thường được bỏ qua song ở đẳng cấp như vòng loại world cup lần này sẽ không có chuyện như vậy Tình huống bị truất quyền thi đấu trong trận gặp Ả Rập Xê Út hay động tác thừa khi gặp Oman vừa qua, Duy Mạnh đều bị pha bắt lỗi. Ở tuyển Việt Nam hiện tại anh hiểu rõ hơn ai hết về cái giá phải trả cho những hành động thiếu kiềm chế của bản thân. Nếu không bị thẻ đỏ gián tiếp, Duy Mạnh sẽ được thi đấu ở trận gặp Australia, tuyển Việt Nam vẫn có thể bị lọt lưới hoặc là không, nhưng mà hàng phòng ngự sẽ chắc chắn hơn khi có đủ nhân sự tốt nhất. Nếu không bị thổi phạt đền ở trận gặp Oman, tuyển Việt Nam có thể chỉ thua 1-2. Vấn đề nội tại ở đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Tại vòng loại thứ ba World Cup 2022, tuyển Việt Nam bị đánh giá yếu nhất bảng B, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhận thêm nhiều bài học chất lượng khi đối đầu với những đối thủ hàng đầu châu Á. Chúng không dừng lại ở chuyên môn, cả việc tiết chế bản thân, hạn chế nguy cơ bị phạt nguội cũng là điều đáng lưu tâm. Với cá nhân Duy Mạnh anh hoàn toàn có thể phát triển bản thân hơn nữa nếu biết rút kinh nghiệm để những vấn đề ngoài chuyên môn không ảnh hưởng tới cá nhân cũng như toàn đội. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức bóng đá hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.